Mình làm clip này dành cho các bạn lần đầu đến Kyoto và đang không biết lựa chọn cái phương tiện nào để đi tham quan. Thật ra xe đạp và của người Nhật rất là đẹp và họ cũng rất là quý cái xe đạp, họ giữ gìn nó rất là tốt. Đó, và trong những cái phương tiện di chuyển thì xe đạp Kyoto là một trong những lựa chọn để trải nghiệm rất là tốt. Các bạn cần phải tìm được cái địa chỉ tương tự như trên hình đây này để thuê một cái cửa hàng thuê cho thuê xe đạp. Bên trong có rất nhiều cái loại, từ xe điện, xe trợ lực điện đến xe đạp bình thường. Thì người ta thường làm từ 9 giờ sáng và khi mà thuê xong ấy, thì người ta hướng dẫn rất là cụ thể cái cách sử dụng, mặc dù rất đơn giản thôi nhưng mà các bạn phải để ý vì người Nhật người ta rất tỉ mỉ. Xong rồi mình phải thử xe nhé, thử xe đi lại có gì cần hỏi. Trên đường đi thì các bạn đi theo đúng cái làn đường người ta, trên đường giao thông người ta kẻ rất là chi tiết. Đi xe đạp mình đi thăm được rất nhiều điểm, mình có lợi thế mình có thể dừng lại bất kỳ chỗ nào để mình chụp ảnh, mình ghi hình, mình thăm, thậm chí vào gửi xe để mình vào tham quan. Đó, trên đường đi của Kyoto thì bạt ngàn chỗ nào cũng là những cái công trình kiến trúc cổ kính rất là đẹp. Nếu mà các bạn có nhiều thời gian một tuần thì các bạn càng thích để đi xe được kỹ hơn, kỹ lưỡng hơn. Đạp xe thì thời tiết nếu mùa hè thì nó hơi nắng, hơi nắng chút đấy, hơi khó chịu, hơi mệt đấy, nhưng mà mình tin rằng mùa thu thì sẽ rất tuyệt vời. Đây là mình đạp xe đi tham quan kiến trúc, một trong những địa điểm mát mẻ và rất nhiều khách quốc tế, khách địa phương cũng đến thăm. Mình có thể rong ruổi trên từng con phố lớn nhỏ khác nhau. Mình thường thường là mình đi thành một hàng nối đuôi nhau chứ không được đi hai hàng như Việt Nam nhé. Mình có thể đến được các vùng quê này, vùng hẻo lánh này, đến một con đê đấy. Về câu chuyện mà mình phải bảo quản cái xe đạp mình thuê qua đêm thì các bạn phải lưu ý cẩn thận. Đây là ở cái điểm mà khách sạn nhà mình nó có chỗ để mình phải khóa lại như thế này. Mỗi một cái xe đạp thì bên cho thuê người ta sẽ hướng dẫn cho các bạn có một cái khóa vòng như thế này. Các bạn mở, người ta sẽ cho bạn cái mật mã, các bạn mở theo đúng cái mật mã đó ra và các bạn dùng cái khóa vòng này để khóa các xe lại để đúng quy chỗ quy định nhé các bạn. Không được để, vì ở bên Nhật người ta khá khắt khe cái chỗ để xe, nếu mình để bừa bãi. Ở đây mình dùng cái khóa này để khóa lại, mình để bừa bãi không có được đâu. Đây là mình sẽ review lại cho các bạn cái chỗ mà để xe chuyên nghiệp khi các bạn vào các địa điểm du lịch, thì các bạn hoặc là muốn dừng ở đây các bạn vào các bãi đỗ xe như này, các bạn cho xe vào trong vị trí đó rồi các bạn sử dụng cái máy này, người ta trả tiền tự động, thường là 100 yên cho một lần thôi, cũng không nhiều lắm đâu, mười mấy nghìn thôi. Các bạn cho một tờ tiền xu vào 100 yên đó, các bạn cho xe vào, các bạn nhớ cái mã số này, các bạn cho xe vào thì cũng không phải làm gì, nhưng mà lúc lấy xe ra thì các bạn nhớ cái số ở đây thì các bạn nhập, các bạn trả tiền vào thì nó sẽ máy nó tự nhả cái khóa ra và các bạn nhấc xe ra ngoài. Lưu ý là lúc cho xe vào thì không cần làm gì, nhưng lúc lấy ra thì nhớ số, cho tiền rồi này máy nhả ra thì ta nhấc ra ngoài. Bên cạnh đó thì có một số cái đặc điểm nữa là người ta cất xe ở những bãi xe này thì mình chưa biết. Mình nên gửi ở những chỗ chuẩn, ví dụ như là trước sảnh khách sạn này mình đặt ngoài chỗ xe mini siêu thị tiện ích đó, thì mình có chỗ để xe tạm, mình để ngay ngắn như này bên trong lòng khu vực như này chứ không được để ra lề đường. Đấy, để ra lề như này là mình cũng thấy là người ta để như này, nhưng mà có lẽ là như thế nào đấy mình thấy là chỗ để như này là sai đấy nhé. Và để như này mình cũng nghĩ là mình là khách du lịch mình đến ấy, đây là người địa phương người ta để tạm thôi, chứ mình để như này là tôi nghĩ là cũng sai ấy. Người ta khóa vào các cái lan can như này rất là gọn thôi, nhưng mà nếu như mà không rõ là ai thì người ta có thể bị. Rồi cuối cùng là các bạn phải trả xe đúng thời gian trên hợp đồng. Chốt lại thì các bạn đi xe đạp sẽ rất thú vị, nhưng mà lưu ý cái chỗ để xe, các bạn là không được để bừa bãi thì mình có thể bị thu xe, công an thu xe. Đấy, để xe chú ý nhé.